Xin chào các bạn, trên tay mình đang có là ba bộ Bebero mới vừa có hàng tại Nam Nguyên. Thì đợt hàng đầu tiên về Việt Nam rất là ít. Thì hiện tại mình chỉ còn có 3 bộ thôi. Thì mình có bộ thép với này là da cá sấu màu đen. Này là phiên bản màu hồng với da thằn lằn màu nâu. Và phiên bản màu hồng là da thằn lằn màu tía. Đây là sản phẩm chính hãng. Bây giờ mình sẽ mở phiên bản thép. Hộp máy được thiết kế rất là đẹp và sang. Đây có một cái khóa để mở. Đây là phiên bản thép da cá sấu màu đen. Đây là phiên bản vàng hồng với da thằn lằn màu nâu. Đây là phiên bản vàng hồng với da thằn lằn màu tím. Những cái da này rất là nhiều da, tùy đợt hàng về Việt Nam. Thì có thể đợt hàng này thì da này, nhưng mà đợt sau thì có thể là da khác. Tùy đợt hàng. Thì những mẫu da đẹp nhất sẽ được về Việt Nam. Đây là mẫu thiết kế mới so với một năm trước thì Bebero cũng đã xuất hiện tại Việt Nam rồi. Nhưng mà phiên bản nó sử dụng hệ điều hành Windows Mobile 6.5, Windows Mobile 5 chấm. Rất là khó sử dụng. Cho nên là đây là phiên bản được nâng cấp và sửa đổi lại cái thiết kế. Thiết kế mỏng hơn so với phiên bản trước. Đây là phiếu bảo hành. Đây là hướng dẫn sử dụng. Ở đây chúng ta có một cái giới thiệu ngắn về cái chiếc Bebero này. Đây là phụ kiện gồm có tai nghe, sạc và cáp kết nối máy tính. Đây là hai phiên bản thép và vàng hồng. Thì cũng giống như các sản phẩm Mobedo thì Bebero này cũng sử dụng phần mềm của Nokia. Phiên bản màu, phiên bản thép với lại phiên bản vàng hồng thì giống như nhau thôi. Chỉ là khác chất liệu.
Ở đây chúng ta thấy có nút phía bên cạnh trái có nút tăng giảm âm lượng. Đây là cạnh phải. Cạnh dưới là cổng kết nối micro USB. Đây là cổng sạc microphone. Mặt kính được làm bằng sapphire nguyên khối, có khả năng chống đầy xước rất là cao. Các phím được tất cả đều được màu vàng hồng hết. Đây là mặt sau, sử dụng camera 5 chấm. Đây là loa ngoài, hỗ trợ đèn flash LED. Ở đây có logo của Bayer. Khác với Vertu, cái dòng Vertu thì sử dụng khóa, Mobido thì sử dụng cơ chế trượt ẩn, còn Bavaro này sử dụng bằng một cái miếng dính rất là chắc chắn. Ở mặt sau có logo của Bavaro. Đây là cái nắp sau được làm bằng thép, được bọc một lớp da rất là cứng. Sử dụng pin BL6Q có dung lượng là 9700 mAh. Đây là khe cắm thẻ nhớ. Sản phẩm được tặng kèm thẻ nhớ 1GB microSD. Đây là khe cắm thẻ SIM. Đây là giao diện được Bavaro thiết, giao diện riêng dành cho sản phẩm của mình. Mình xin nhắc lại, đây là một cái sản phẩm hàng cao cấp mới đến từ Hà Lan. Sau những dòng cao cấp như một Mobido đến từ Canada, Resso đến từ Nga, hôm nay chúng ta được biết đến một cái sản phẩm cao cấp mới đến từ Hà Lan nữa, là Bayer. Cảm ơn.